Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Đây là mẫu xe Tipter T10 Pro phiên bản tay ngang Simno Tiara. Thì hiện tại em còn rất là ít mẫu xe này nên bỏ ra review cho các bác những mẫu xe nào hiện tại đang có sẵn hàng. Thì do dịch bệnh cũng như thông báo các bác đã bắt đầu đặt hàng tại shop xe 88 thì do dịch bệnh nên tất cả các mẫu xe Tipter phải đến gần cuối năm mới có hàng về. Nên hiện tại em phải review những bác những cái mẫu xe shop xe 88 đang còn, những cái mẫu rất là hot mà số 88 vẫn còn để các bác có thể biết được và đặt hàng. Thì đây là mẫu Tipter T10 Pro phiên bản Simno Tiara 4700 tay ngang. Nó có về cấu hình chiếc xe này thì xe thiết kế đó là khung carbon 18K với cái nước sơn nó là mới nhất, đó là sơn phủ đi lớp carbon che ở ngoài. Không, đây các bạn. Đây là nộ ra lớp carbon này. Còn đây phủ đi này, che hết màu đen, nhìn rất là đẹp, nó đồng bộ màu hơn. Khung carbon, dây âm sườn, group của xe sử group là Simno Tiara 4700 với gạt đề trước Simno Tiara 4700, đùi đĩa là đùi đĩa Progel RPN 5034T, cùi đề sau Simno Tiara 4700. Níp xe này con này sử dụng đó là níp của xe sử dụng níp IPN các bác nhá. Xích sử dụng nó là xích đấy, xích Shimano các bác nhá, xích Shimano. Còn dòng níp này cực kỳ bền luôn, nó làm thêm nhiều cái vân đen ở trong cùng cái níp, trong cùng màu đen này nó rất là sạch sẽ. Nó làm hai khoảng cách khác nhau để các bác có thể khi chuyển lên các bác biết được là đến níp cuối cùng, không nên ẩn cố, nó sẽ tuột ra bên kia. Mayer sử dụng Mayer Retropack, dạng lỗ siêu chớn, vành là vành Retropack, liềng 4cm, liềng 4cm các bác, chân van cối hạt gạo này. Xăm lốp sử dụng xăm lốp Kenda. Xăm lốp thì nó có hai loại các bác nhé. Một loại là Kenda, cái vân to kiểu này thì bám đường. Một loại là vân trơn, nó thay đổi tùy theo đợt. Nên rất là thông cảm các bác khi nhận hàng, rất thông cảm cho em cái vấn đề xăm lốp. Là xăm lốp hãng thay đổi không báo trước, nên bọn em khi nhập hàng, các bác nào nếu đặt hàng bác cần loại xăm lốp như nào, các bác cần phải yêu cầu quay video trước để tránh nhận hàng bị nhầm lẫn. Đấy, còn củ phanh sau, củ phanh Retropack này, cổng yên carbon, yên Tipter. Đây là mã T10, màu sắc, đây là màu đen, màu đen tuyền. Con này là size 46, giống ngang 52,5 các bác nhé. Size ES, bộ tăng ghi đông nhôm Tipter này, tay đề Simro Tiara này, hai đĩa 10 níp, tay phanh Evit, tay nắm Tipter. Củ phanh trước Retropack càng carbon, con này sử dụng căm tròn các bác nhé, căm tròn. Máy ơi trước là Retropack ạ. Mẫu xe này hiện tại thì đang có giá lên với trên website xe88.vn. Còn giá bán thì các bác thể alo hotline 0933 522 186 các bác nhé. Còn hôm nay đa số em review những cái mẫu xe có sẵn tại cửa hàng số 88 để cung cấp cho các bác từ giờ đến cuối năm 2020. Rất là khó bạn, giờ dịch bệnh giờ ai thế thôi, bán hàng rất là khó, nhiều người không có hàng mà bán. Bên em vẫn còn tích được cái nô đợt trước, đặt hơn 300 chiếc xe nên vẫn còn hàng. Nhưng bây giờ những nhiều người, nhiều cửa hàng không còn chiếc xe Tipter nào để bán luôn các bạn. Như những cái mẫu Tipter dưới 10 triệu em hết sạch rồi đấy. Tipter Touring dưới 10 triệu em hết sạch rồi. Tipter Touring R2000 cũng hết sạch, R5800 cũng hết. Giờ chỉ còn những cái mẫu cao cấp hơn nữa, R3000, R4700, R7000 và những cái mẫu Tiara, Full Tiara các bác nhé. Nên bác nào muốn sử dụng cho mình những chiếc Tipter nó cao cấp, thượng hạng thì alo hotline 0933 522 186 các nhé. Còn đây là mẫu Tipter T10 Pro phiên bản tay ngang Simno Tiara 4700. Cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào các bác.